Hello, xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đến với video của kênh Bùi Tiến Minh. Thì hôm nay em làm cái video nhanh test hàng trả cho anh khách đặt em máy Cricket V2 bản nâng cấp. Nâng cấp 2 tụ băm và dốc ống mạch này. Đấy, nâng cấp 2 tụ băm 6F, dây em câu bên dưới và gia cố mạch chắc chắn rồi. Đó. Em máy Cricket V2. Đó, hai cặp đồng to chắc chắn này. Đấy, dày dặn nhá. Em đang kẹp pin này để tránh mất thời gian. Về nội thất thì em này chạy công suất là 24V. Đó, 24V. 8 tụ lọc nguồn đầu vào 35V 670UF. Hai relay chống ngược này, hai biến áp sang mức 1600M này, 4 diode này. Đấy, dây nhân áp nhá. 4 tụ phóng 680UF này. 4 tụ băm 80F và nâng cấp 2 tụ băm 6F. Cuộn cảm E65 này. Đấy. Đây cuộn cảm chống sốc này. 2 SCR này. MCU 1800G này. Màn hình 1800G này. Đấy, màn hình hiển thị tần số này, độ rộng xung này, độ băm này. Núm chỉnh tần số, độ rộng xung, độ băm, núm chỉnh ba công tắc ba chế độ này, núm đầu cò và hai núm da vợt. Đấy, giờ em sẽ test máy nhanh để trả video cho anh khách nhá. Quạt chạy này, đây là hai quạt 6x6 nhá, quạt rất là mát. Bản nâng cấp rất là khỏe. Bản nâng cấp rất là khỏe nhá. Đấy, em đang để tần số là chế độ số 2 là 80, 90 và 25. Là chế độ này là đánh vợt, đánh cá trắng. Mức nước tầm 2 mét nước đổ lại, 2 mét rưỡi đổ lại nhá. Rất là sáng. Đấy. Còn nếu mà mức nước tầm khoảng 3 mét rưỡi đổ lại thì các bác nâng cái tần số này lên 40 nhé. Nâng tần số này lên 40. Đấy. Còn 2 mét rưỡi nước thì là từng cái này là độ băm. Giảm cái độ băm xuống còn 25 là 2 mét nước. 2 mét rưỡi nước đổ lại. Bác này thì chuyên kéo cáp thì em để cái chế độ số 0 và chế độ số 1 là chuyên kéo cáp nhé. Chế độ số 0 này, kéo cáp cá trắng. Và đây kéo cáp mức nước tầm khoảng 7 mét nước đổ lại nhé. Được tầm khoảng tối đa 7 mét nước. Tần số là 85, độ rộng xung 90-100 và độ băm là 50 đến 60 nhá. Cái độ băm thì cái độ băm và tần số thì về các bác tùy chỗ nước các bác, là các bác kéo cáp ở nước tĩnh hay là kéo cáp ở nước chảy thì các bác chỉnh lại cái tần số, cái độ băm thì tăng lên hoặc giảm xuống nhé. Đấy, các bác chỉnh lại để cho phù hợp với môi trường nước để cho cá nổi lên đẹp hơn. Đấy. Chế độ số 1. Chế độ số 1 là kéo cáp cá da trơn thì để cái tần số là 65 đến 70 này, độ rộng xung 100 này, độ băm là 80 này. Đấy. Em này bản nâng cấp rất là khỏe. Kéo cáp cá trắng này. Cái chế độ này em cài đây là để cho các bác tham khảo và bác khách tham khảo. Đấy, các bác về chỉnh ở trong cái khoảng mà mong muốn nhé. Đó.
Đây là đánh là em đã lưu 3 chế độ đây rồi, về các bác đánh thôi. Đấy, hôm thì bác khách lên video xem lại chế độ đánh. Đánh vợt 2 mét nước đổ lại. Rồi các bác ưng em máy này thì kết bạn Zalo 0961038361 hoặc là liên hệ trực tiếp với em tư vấn nhé. Đó. Về dòng máy 12V thì bây giờ em máy Cricket V2 đang là em máy top 1, top 2 trên thị trường cả nước. Đấy, được các bác ưa chuộng. Rồi, cảm ơn các bác nha.